Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong những video tô màu nhé. Hôm nay chúng mình sẽ đến với bức tranh tô màu về cái cây và những bông hoa này nhé. Vậy là mình đã hoàn thành tô màu xong cho bức tranh cái cây và những bông hoa này rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bức tranh tô màu tiếp theo nha. Xin chào.